Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn trên toàn quốc được biết về một cái mẫu sản phẩm đồ thờ cúng, nữa là chiếc ngai thờ được cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai, hay còn gọi là gỗ cẩm Keva. Thì gỗ cẩm này được xuất xứ từ bên Nam Phi. Chỉ trên thị trường gần đây các bạn đã biết về cái dòng sập gỗ cẩm lai. Và đây là những thước gỗ nhỏ chúng tôi đã chuyển thể để làm sang cái sản phẩm ngai thờ. Từ trước đến giờ thì chúng tôi hay làm bằng gỗ gụ và gỗ mít ta. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là sản phẩm bằng ngai thờ gỗ cẩm lai, hay còn gọi là gỗ cẩm lai Nam Phi. Chất gỗ rất là nặng, nếu so về trọng lượng thì nó nặng giống như gỗ hương ta. Toàn bộ phần tai này là chúng tôi đục rồng, rồng là rồng thật, và ngai này là ngai trụ, ngai cột, khác với cái ngai vách. Ngai này có cái giá thành rẻ hơn mẫu ngai vách. Ngai vách thì chúng tôi làm kỳ công hơn. Quý khách nào có nhu cầu về các cái sản phẩm ngai thờ, hãy liên hệ cho cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật được các cái mẫu sản phẩm đồ thờ mới nhất mà cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đưa lên. Trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu sản phẩm về ngai thờ gỗ Mita, gỗ gụ. Quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Và mẫu ngai này cũng đang được đánh giá là ưa chuộng và thịnh hành nhất trên các cái sản phẩm đồ thờ cúng trên ban thờ gia tiên. Quý khách hãy xem kỹ các cái đường nét mà cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm nên. Toàn bộ được đục tay thủ công 100% và từ chất liệu gỗ cẩm lai nhập khẩu từ Nam Phi. Và ngai thờ này có cái kích thước là 52 x 42 và chiều cao là 81, hay còn gọi là ngai thờ một thước. Ngai thờ một thước là theo với thước cổ của các cụ ngày xưa, còn thước mới bây giờ là 52 x 42 và nhân 81. Cơ sở gỗ Em Lanh cảm ơn quý khách đã xem video và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.